khóc hoài, đi lượm ve chai khóc hoài con ơi. Nhớ là khóc hoài à. Đi lượm ve chai dọc đường xá khóc hoài. Hồi đó hai chồng đi lượm, bây giờ ông chết rồi, ông bỏ cũng tư nhớ. Xa vắng 2 năm, con không biết đâu, lúc đó nửa tháng trời không ăn hột cơm đâu. Qua nhà Thận mua bún, 5.000 một ổn bún, ăn từ sáng tới chiều cũng hết ăn ăn. Đừng nhớ thôi, nhớ rồi một cái là dục bể chén tùm lum la, bún nó cũng văng tùm lum la nhớ. Mến chào quý vị khán giả nha. Bây giờ Trung cũng mới đi theo cô Tư ở bên cống về. Giờ cô Tư đang vừa mới đi lụm dây chai về cô chú anh chị. Rồi chào cô Tư nha. Rồi bữa nay sao mà lụm dây chai về được ít quá vậy hả cô Tư? Sao bữa nay lụm về ít quá vậy? Thì có ít, lụm ít làm sao có nhiều được. Có nhiều mới lụm nhiều được con ơi. Dạ. Nay ít nhiêu đây, chắc lụm này bán cỡ nhiêu tiền cô Tư hả? Bao nhiêu, cỡ chừng 4 ký hả? Đây quý vị khán giả thì mấy cái chai nước mà cô Tư hay đi lụm ve chai đó, đó người ta bỏ bờ sông gì đó, mấy cái thùng rồi lon bia cũng đầy đủ thứ để nói chung đồ mũ nhiều. Đây bữa nay thu hoạch khá là ít. Rồi sao bữa nay đi về sớm hả cô Tư hả? Ừ. Đó, cô chú anh chị thấy cô Tư cũng rất là lớn tuổi, 75 tuổi. Nhưng cô Tư vẫn còn miệt mài đi kiếm lụm từng vỏ chai, nhặt ve chai đó để mà về bán. Rồi một cái này như đây cỡ tầm nhiêu tiền cô Tư? Hả? Cái này á bán được cỡ tầm nhiêu tiền? Cái này cỡ 20.000, cái này cỡ 4 tí không có không? Trời lụm sáng giờ luôn ha mà được có 20.000 á cô Tư hả? Ừ. Vậy là cô... Dạ, người ta lụm nhiều, có nghe mấy ta lụm trước á. Dạ. Mình thường bơi đâu có đợi người ta nổi. Rồi mỗi khi mà lụm về là cô Tư lụm bỏ bao rồi dự trữ khi nào nhiều đi bán lần hay sao cô Tư? Về có khi để dùng 2-3 bữa thôi, cho nó nhiều quá bán có tiền nó nhiều. Ở đây thì cũng giống như mấy chú mà hay đi lụm ve chai ở trên bờ á cô chú anh chị. Kiểu như là đi lụm về sau đó là gom để sẵn ở trong nhà. Khi nào mà được một cái số lượng lớn á, bắt đầu kêu ve chai về, bắt đầu đem đi bán. Ở đây cô Tư cũng giống như vậy á cô chú anh chị. Rồi sao cô Tư lụm được cái gì mà cái miếng gì đó là sao cô Tư? Hả? Miếng này miếng gì vậy? Miếng chiếu á, bỏ cái mình có lụm đầu đậy rồi cho nó mát. Lụm miếng chiếu cái này là để đậy. Để dạ, đợi con xíu cô Tư. Dạ. Wow. Wow. Nhẹ eo luôn cô chú anh chị. Khá là nhẹ. Này chắc cỡ tầm 5 ký thôi. Đó. Đây, nhà của cô Tư. Bữa nay dây chai được một bao. Đó. Một ngày đi lụm về được bao vậy đó quý vị khán giả thấy. Bữa nào trúng bánh thì được nhiều bao, bữa nào ít ít thì một bao thôi. Rồi, mấy cái này cũng lấy lên luôn á cô Tư. Mấy đồ này cũng lấy lên luôn hả? Đây là chiếc xuồng để mà mưu sinh của cô Tư hàng ngày. Đó. Rồi mấy cái này cái gì? Đồ mà nhét vô cái chiếc ghe đừng cho bị lủng hay sao? Không, không có bị lủng nè. Dạ, cô Tư con gắn cái mấy cái cô Tư. Cô Tư con gắn cái mic ăn. Yeah. Rồi sáng giờ ăn cơm nước gì chưa mà đi lụm về rồi? Ăn cơm rồi, người ta cho cơm ăn. Dạ.
Rồi cái này là đồ dây chai mà cô Tư đã lụm sẵn được đó cô Tư hả? Ờ, lụm để sẵn sẵn vậy đó. Bây giờ bữa giờ lụm mà được có hai bao thôi hả? Đợi mình mới có bán. Rồi bữa giờ được có hai bao hả? Ừ. Sao ít vậy cô Tư? Vì nó hôm ngày nó không có mở cống, mới mở ngày qua nay hả? À. Nó mở cống mà đi vậy, không mở cống đi không được đâu. Khi nào mà mở cống là mình mới đi lụm được. Ừ. Vậy tính ra cô Tư cũng đi lụm dây chai qua khiên không nổi. Kéo dạ. Hơi bể xuồng luôn á. Kiểu như là tính ra lụm dây chai này cũng phụ thuộc vào cái cống dữ hả cô Tư hả? À? Ừ. Bữa cống nào này mà... này nè, nước gầm là nó khép lại rồi. Dạ. Ủa nước gầm nó mở, nước lớn thì nó khép lại rồi, làm sao đi. Dạ. Mấy người xuyệt cũng chịu chặn luôn, không đi được luôn. Rồi nếu như mà mình không đi vậy thì mình đâu có thu nhập đâu hả cô Tư? Ừ. Vậy sao mình có thể mình kiếm công việc khác được không cô Tư ha? Kiếm gì giờ nói ví dụ bây giờ cô Tư đi bán cái số không biết đạp xe cũng như không. Rồi mắt mũi đâu có thấy đường gì không đâu mà đạp xe. Dạ. Mà tính ra thì cô Tư cũng khá lớn tuổi rồi. Nhưng mà vì công việc cô Tư chủ yếu là đi nhặt ve chai đó giờ rồi. Nếu mà đi làm công việc khác nó cũng khó khăn hả cô Tư hả? Ờ. Thôi con xin phép cô Tư vô ngồi trong nhà trò chuyện xíu hả? Ờ. Rồi sáng giờ đi lụm gì mệt không cô Tư ạ? Khi đi lụm có khi đi mỗi ngày luôn, mệt lắm rồi nghỉ chừng 2 ngày cái đi nữa rồi. Chứ con đi hoài chịu nổi rồi, với da trai người ta đâu có dục hoài cho mình lụm có hoài đâu. Dạ. Nếu đi mỗi ngày xuyên suốt cũng không có đâu. Rồi bữa nay là cô Tư về sớm đó hả cô Tư hả? Sao? Bữa nay là cô Tư về sớm đó hả? Ờ. Thường thường là cô Tư lụm về có... sớm tại vì nó cái cống này nước lớn là nó khép lại rồi, nó khép lại lên á. Dạ. Rồi làm sao đi được. Rồi dạ. Phải bơi lụm cống nhỏ này bán được có 20 ngàn. Ừ. Rồi còn cái này là lụm bữa trước á. Rồi tới chiều rồi bắt đầu cô Tư mới nấu cơm ăn hả? À? Tới chiều mới nấu cơm ăn, sáng người ta cho cơm rồi rồi. Dạ. Cho cơm rồi hết một tô rồi hột vịt với hai cục thịt vịt với thịt heo bự bự rồi nè, người ta kho hột vịt á. Tôi dạ. Mới rồi cho ăn rồi cho ăn ly cà phê nó no rồi, hết đói rồi, tới chiều mới đói nữa. Cá người ta đóng đáy vô đó, mình rửa tiếp cho người ta cho cái một đứa hút cho nắm vậy nè, ăn con nó ăn cũng không hết đâu. Cá đối rồi cá nâu rồi nó, cá ngon ngon không à. Thì mấy đứa đó cũng ở chỗ em cháu quen biết á. Nó từ nghiệp nó cho mua thì trả tiền nó không lấy đó, kệ cho cô Tư ăn đi, không lấy đâu. Tính ra là người ta cũng thương cô Tư, giữ ăn cô Tư ăn. Ừ, mà bác mà ăn nhiều, cho nhiều quá ăn cũng hết, vừa đủ ăn, nhiều quá không thèm đâu. Dạ. Yeah. Chiếc này nó chịu sống gì lắm. Wow. Sống gió chướng là quýnh ầm ầm còn không giờ vô chừng ca nước nhỏ xíu kìa. Mà chiếc tính ra bơi là... nó nhẹ bơi dữ lắm. Tính ra bữa giờ là cô Tư sử dụng mấy chiếc xuồng rồi? Có thể là 4 chiếc rồi đó. Nó wow. Nó gãy cống này, cản ngăn cống này gãy. Rồi đi á, thằng quỷ, thằng tóc ở dòng chát này nữa là nó gãy cản đấy, một gãy hai chiếc là 2 chiếc. Nó lấy có chiếc mà cái gì một mớ sắt vậy, đô tống sủng giữ vỏ cô Tư á, 7 triệu bạc đó, tới giờ chưa trả nữa kìa. Đâu có gặp ổng, phải gặp ổng mới xin lời nó mới được, ổng mới trả lại cho mình. Mấy bảo vệ, mấy bận lý ra mấy thằng đó nó không có quyền đâu, xin mấy nó vô ích lắm. Gặp tấm sủng là cô Tư xin là có hy vọng, ổng cho lại. Như tính ra là từ lúc lụm dây chai giờ là 4 chiếc xuồng hả? 4 chiếc xuồng rồi đó. Trời ơi. Tính ra cô Tư cũng xài hao xuồng dữ á. Rồi mỗi một chiếc xuồng này là cô Tư tự kiếm tiền mua hay là có ai mua cho không? Thì sẽ đi mà thất bại rồi đi kiếm mấy đứa cháu xin với cô Tư mằng, cô Tư sắm vàng lên, để lên. Rồi bắt đầu thất bại và bán vàng rồi mình mua xuồng. Chỗ đây nó không tròn cắt nữa. Nhưng mà cô Tư từ đó giờ lụm dây chai là mấy chục năm rồi cô Tư? Trời ơi, cô Tư lụm hồi là có 3 năm rồi nữa. Củi mặn, hồi đó cô Tư mặn củi ra lắm à. Rồi bán không ai mua, bây giờ ta chụm ga với đồ điện rồi không à, với chụm chấu rồi không, với than đá rồi. Dạ. Yeah. Củi thì nấu nó đen son, người ta không thèm. Rồi giờ là cô Tư tu trí làm ăn hả, không có... liên lụy mấy chuyện tình cảm nữa cô Tư hả? Ờ. Bây giờ con đố con cái gì? Bao củi không đó, củi tre không á. À. Chắc nhóc có sợ để ngoài nắng nó mục bao. Củi tre làm gì? Củi tre làm gì? Để chụm. Này hả?
Của chia để bao nữa. Cái tiền ở đâu mà tiền ở đâu mà chụm mà xài lò ga lò điện gì đâu. Dạ. Xài điện này cũng khổ, tới tháng ta cũng lại gom tiền à. Dạ. Vô nước, vô cây nước là còn có tiền nữa. Dạ. Tiền đâu mà vô cái đó nữa. Dạ. Nếu còn xài nước thì người ta đóng tiền nước, còn xài điện thì đóng tiền điện. Rồi tới tháng không có tiền cho người ta sao được, ta lại ta gom tiền á. Rồi sáng giờ là mấy hai cái lu này nước mưa luôn. Nước mưa không? Dạ. Dứt luôn, cô Tư không có lên trển, con tin không phải bữa nay mà nói cho con nghe nhiều lần đâu. Không đi là không đi đó. Ở đây sống chết rồi cũng ở đây à, xóm ghiền rồi, thí dụ cô Tư đói khổ người ta cũng cho gạo chút đỉnh nấu cơm đồ ăn. Có nhầm khi ta cho đồ ăn, đám đầm phước đồ, mấy đứa nắm tay kéo vô ngồi bàn ăn, đồ ăn linh đình nó gấp một hơi à. Cái tô bà lớn này dung luôn, tim gan gì thịt gì nó gấp nhóc chứ. Thương nó cho ăn. Cô chú ông Lục cô Tư lại xin một xin gạo luôn, ổng lấy bao gạo 10 kg cho, có bao 5 kg cho con ông Lục cả. Dạ. Ổng hiền dữ lắm, tội nghiệp ổng làm hước lắm. Rồi cô Tư cũng rất là lớn tuổi rồi, nay cũng 75 tuổi rồi, rồi sức khỏe cô Tư cũng như là mình có hay bị bệnh tật gì không cô Tư? Cô Tư hả? Dạ. Hồi năm cô Tư mới 19 tuổi có đau ban chặt nó đi không nổi rồi, tất cả đầu luôn, tóc rụng hết trơn luôn mà. Tới người chị thứ hai bà cổng không. Rồi thì mà nhức cái lưng hoài à, rồi lâu lâu cái nó xây sẩm mặt mày nó lên máu á. Rồi ngồi vậy mình nặng gió đồ ngồi biết bao lâu á mới nằm xuống được. Bây giờ cũng vậy à. Ngủ đêm tới sáng thức dậy mà bước ở trên giạc bước xuống một té chú nhủi luôn sao mà vừa đó. Tính ra sức khỏe của Tư cũng yếu rồi, lớn tuổi rồi. Giờ ăn cơm mà ăn no quá cũng mệt trong mình đó, chứ không có chơi đâu đó. Bởi vậy rồi. Giờ cô Tư không, nói tóm là cô Tư sống ngày nào hay ngày nấy là không biết sao được. Kiểu như là sống đánh nhiều quá là mà lúc đó chùm bê ca này nó chìm nó lờ đờ rồi cô Tư dẫn nắm chiếc xuồng dính ngắt bè vô tới bờ luôn. Trời ơi. Mà không chết á. Cả chục lần á, chứ không em nói một mỗi lần mà chú cô Tư mà chìm xuồng xuống vậy rồi cô Tư có biết bơi không? Không biết, không biết bơi. Nó chìm cái xuồng mình lờ đờ hơn nửa xuồng nước rồi. Ủa cô Tư không biết bơi hả? Rồi làm sao bơi được? Không, ý là sống cô Tư nó đánh vô chiếc xuồng hoài á. Rồi cô Tư một tay cầm cái dầm, cô tay vịn chiếc xuồng vô tới bờ luôn, lặn xuồng vô tới bờ luôn á cho con biết. Giỏi vậy? Rồi vô đấy bảnh hết lần con hỏi bảnh biết rồi vô đấy nè, vô ngay hôm đấy. Bữa đó bảnh không hay là cô Tư chết rồi, chết mấy năm rồi nữa. Vợ nó chạy vô buồn, nó ngủ buồn, vợ nó vô kêu. Ông ơi, bà Tư vô đấy rồi. Bà chặn đó đưa bà bên Điền đó, bà đi xin ăn đó, bà còn sống á. Bên này bà kêu bà đưa giùm kia, cô Tư không chịu đưa, bà năn nỉ hoài. Siêu lòng quá, thôi kệ, đưa bà qua xong rồi. Bằng về mới vô đấy, phục vô đấy rồi. Vô đấy là sao cô Tư? Nó vô ngay cái hôm đấy mà bự vậy nè, mà cái đuôi đấy á là cô Tư vô nước uống nước cả chục lần đó. Vô nước vô họng nè, nhả ra cái giục mảnh ra nó gọc cái miệng đấy biết bao dài đem cô Tư ra lên bờ biết lâu mới tỉnh á. Trời ơi, chúng tôi chết rồi đó. Vậy là lúc đó là cô Tư đưa người ta qua sông mà mới bị vô hay là sao? Đưa người ta qua sông rồi bạn về mới bị nước nó chảy quá đó, rồi mình chèo thì không kịp hay là gió sao? Nữa chở tay đâu có kịp. Oh. Thụt vô hà đấy luôn. Rồi có mình cô Tư thôi hay sao? Có mình anh cô Tư à. Bả thì bả lên bờ, lên nhà rồi. Cô Tư bơi về. Mình phải bơi về nhà mình phía đây nè. Ngồi bến đò mẹ. Lúc đó là có ai ở đó không? Thì có hai chồng nó ở đó, nó đóng đáy rồi. Chứ đâu có ai ở đâu, bến đò mà đâu có ai ở đâu. Nó vô nó kêu bảnh. Bảnh nó gọc miệng đấy ra biết bao dài đem cô Tư mà lên chuồng có thằng em nó. Cấp đó thằng em nó còn ở nữa. Không thôi là chết, gã thay gã, thịt gì tiêu mạng luôn rồi. Nhưng mà cô Tư, con hỏi là cô Tư có biết bơi không cô Tư? Biết, cô Tư thì bơi xuồng bơi được rồi đó. Không, mà cô Tư bơi tự bơi dưới sông á. Biết lội, không biết. Biết lội. Không biết đâu. Ủa? Sao không biết lội mà sao cô Tư hay đi xuồng mình đi lụm nha trái? Vậy chứ không đi lụm rồi ai mà cho mình ăn hoài. Không lẽ là bây giờ cái người ở xứ xa người ta lại người ta cho gạo của Tư qua cho thì năm thở 10 thì có gầm tháng 7 rồi người ta mới cho với chữ thập đỏ rồi đó.
chứ ai mà cho mình hoài trời. Nhưng mà cũng độc lạ chứ, đi cái nghề sông suối mà bơi thì con phải đi kiếm thêm nặng phụ tiền đồ ăn đồ nước mắm đồ hay là bột ngọt xỉu gì đó rau cải đồ nữa. Nhưng đã. mà đáng lẽ người ta đi nghề này phải biết bơi chứ mới đi làm nghề này được á cô Tư ha. Mà cô Tư dẫn đi đại à. Trời ơi con cũng bái phục cô Tư luôn á. Chiếc xuồng này bơi phà phà luôn đó. Thì cô Tư bơi lẹ lắm à, không có chậm đâu đó. Thì xuồng là con biết rồi nhưng mà quan trọng là những lúc mà nước nó vô xuồng hay là bị chìm xuồng hay gì đó mình còn biết bơi cứu thân mình chứ. Mà nó xuồng cô Tư chìm rồi mà nó đờ cô Tư dẫm nắm chiếc xuồng chính nó ngắt bè vô tới bờ luôn đó. Một tay cầm cái dầm nữa đó. Ừ. Rồi tính ra là nhiều không lần không có buông chiếc xuồng đó. Nhiều lần là cô Tư thoát chết lắm rồi. Ừ. Quá giỏi. Cả chục lần đó, đừng nói một hai lần. Wow. Mà vàng hồi đó rẻ, mất tiêu 5 thăng vàng luôn. Cái đường sao nước vậy? Đường nước lâu nó sổ ra đó, rồi cô Tư để tiền trong bọc có nó chìm xuồng á. Rồi quên cái vụ cái túi tiền mình đi. Yeah. Nó không biết nó trao đâu mất tiêu luôn. Rồi nó gớt luôn tiền với lại vàng trong, ào trong bao đó là gớt hết. Mất 5 thăng luôn. Trời ơi. Lúc rồi đó kia, rồi quầy đã kiếm không thấy, không biết nó trao đâu mất tiêu. Không thấy. Vàng hồi đó rẻ. Dạ. Yeah. Bây giờ dễ dầu mua được, trời ơi. Vàng nạt khổ lắm. Tính ra cũng giỏi chứ, một mình rồi cô Tư đi lụng da chai mà đi xuồng vậy đó. Ừ. Mỗi khi đi có bao giờ cô Tư... Trời ơi, cô Tư mà dở, cô Tư đâu có nuôi con cô Tư được tới lớn. Cho nó có chồng, nó đi theo chồng, nó bỏ cô Tư á. Ừ. Rồi cô Tư đi lụng vậy có bao giờ cô Tư gặp chuyện tâm linh không cô Tư? Ừ. Cô Tư đi vậy có bao giờ gặp chuyện tâm linh không? Sao? Kiểu như hay gặp ma gặp gì không? Không. Cô Tư nặng bóng vía không thấy đâu. Mà từ hồi thằng chồng của cô Tư đó là chết tới bây giờ cô Tư thấy hoài trong phòng á. Bây giờ hình nó còn thờ chùa Phật không có. Mà cô Tư đi đốt nhang là thằng Khanh này nó không cho. Nó ghen nó không cho. Nó đụng mẹ không chết theo chồng. Cô Tư nói ủa sao ông nói chuyện ông ăn nói gì kỳ với chồng tôi mà tôi không thương tôi nhớ lo cho tôi. Còn ông không lo cho tôi được cái gì hết trơn. Ông ghen là ghen, nó tao không ghen. Mày đi đốt nhang chồng mày hoài. Mày nhắc hoài, nhắc nó không cho. Nhắc tới là nó chửi, nó còn không có ông nội. Rồi cô Tư nói là cô Tư, lúc mà chồng cô Tư mất là cô Tư đi lụm dây chai là thấy hoài hả cô Tư? Thấy hoài á. Là thấy ở đâu, thấy trên bây giờ hiện giờ bây giờ còn thấy nó về nhà này nè. Nó vuốt dò cô Tư, nó nói em đi ở với thằng đó chi mà nó uống. Nó uống rượu tối ngày bị nhiều tiền cũng vậy. Rồi hết tiền cái nó biểu em phải đưa tiền, em không đưa tiền nó quánh em có quánh nào tôi nó có. Cái bác nào cô Tư á bật cái đèn, bấm cái đèn pin cho nó sáng á là nó biến mất tiêu luôn. Trời ơi, hai cái giò lạnh ngắt luôn á. Nó về hoài luôn á. Em ở nhà em bỏ nó đi, em đừng có đi theo nó nữa. Nó hoài luôn á. Là cứ mỗi lần mà cô Tư nằm xuống là bắt đầu là... Nằm xuống một hơi là thấy, nằm xuống hơi là thấy. Vừa qua nói chuyện thẳng với cô Tư vậy luôn. Nó linh lắm. Nó có khiến cho phòng bị giật một ngày có thể 2 lần, 3 lần luôn. Sao cô Tư biết là biết. Khiến cho anh giật? Nó về hoài á. Nó về nó nói á. Nó nói để anh hại cho thằng này từ từ nó phải chết nè. À. Nó linh dữ lắm. Nó đẹp trai hơn Khanh không bằng đâu. Anh là bao nhiêu tuổi? Ta hơi lùng. Thằng Khanh 47, nó cũng 47 nữa. Bằng tuổi nhau luôn. Bằng tuổi nhau, hồi nó chết nó mới 45, bây giờ nó 47 nè, tuổi dân Khanh luôn, mới có 2 năm rồi đó. Dạ. Nó té xuống kinh này rồi trôi vô cầu Kinh Tư luôn, gần tới dòng Trác á. Ừ. Nhà nước người ta mướn vớt lên. Nhưng mà lúc mà cô Tư... tới 1 tuần mới nhìn ra. Nhưng mà lúc mà cô Tư quen anh Khanh là khoảng bao lâu là bắt đầu ảnh mới qua anh nói, ảnh ra cho cô Tư thấy á. Quen cũng cỡ 5 tháng rồi là nó biết rồi đó. Quen 5 tháng rồi bắt đầu là... Cô Tư bắt đầu nằm mơ thấy hay là sao? Nằm mơ thấy á, thấy nó về gõ gạt luôn á. Về vuốt giò hai cô Tư, vuốt giò hai cái giò cô Tư á, nó kêu cô Tư bỏ anh Khanh rồi. Đừng có ở với thằng đó. Lúc đó là nữa. Cô Tư bị nhức giò hay sao mà vuốt giò cô Tư? Nó vuốt giò là nó vuốt rồi hai tay nó vỗ vỗ vậy nè. Cái cô Tư giật mình á là cô Tư nó biến mất rồi, nó không cho thấy nữa. Nó nói cô Tư đừng có ở với thằng đó, ở thằng đó nó quánh đập em và về nhà mình ở rồi, nó tới vậy luôn á. Trời ơi. Nó nói chuyện khôn khéo lắm à. Mà ta đẹp trai hơn Khanh không bằng đâu. Nó hơi lùn hơn Khanh. Nó, nhưng mà nó cũng mập mạp như con nhưng mà đó. Tại sao lại què mà lại vuốt chân là sao cô Tư? Nó vuốt chân đặng cho cô, nó kêu cô Tư á. À.
Cô Tư mới thấy rồi. Thấy nó rồi là giật mình thức dậy rồi bấm cà đèn lên cho sáng rồi là biến mất rồi đó. Rồi căn nhà là... này một tay nó cực khổ dắt đá cát rồi vô muốn chết luôn á. À, căn nhà này là do chồng trước của cô Tư làm luôn. Cái này thằng Phong là chồng giữa. À. Còn thằng Khanh thì sao chót có thể đó. Còn dạ. chồng trước của cô Tư còn lo hơn thằng Phong nữa. Dạ. Nó bắn với số ngày 200 vé tiền lời gì đưa cô Tư hết trơn. Chừng nào nó ăn bún cũng phải kêu em đưa tiền cho anh ăn rồi cô Tư đưa cho nó ăn. Nó hiền lắm. Cô Tư giận nó, cô Tư chửi la gì la, nói gì nói, nín thinh không nói chứ. Bởi vì trời chả bảo cô Tư gặp cái thằng quỷ thằng Khanh nè. Nhưng mà cũng nhiều lần chồng cũ của cô Tư đã mất rồi. Ừ. Đến đây cũng khuyên cô Tư. Rồi sao cô Tư không nghe ảnh nè cô Tư? Thì bây giờ cô Tư nghe à? Không, mà những lúc mà ảnh đến nằm mơ cứ nó nói đừng có quen thằng đó hay là gì gì đó. Thì ổng nằm mơ là thấy nhiều lần quá. Bây giờ cô Tư là dứt khoát là bỏ Khanh rồi. Nó nói cô Tư đừng có đi ở, em đừng có đi ở với thằng đó nữa. Ở với thằng đó từ từ là giết là nó quánh em ăn bệnh em chết. Anh nói em không nghe. Nó nói tất cả đó luôn. Rồi cô Tư nói là cái người chồng cô Tư á, đi làm cho anh Khanh giật á, là sao mà làm được vậy cô Tư? Thì nó bắn với số bắn không à. Ý là cô Tư nói á, là làm cho anh Khanh giật á, là sao ảnh làm được cái người mất đó? Thì nó về nó hại cho anh Khanh bị giật hoài đó. Thì bệnh đó giờ anh Khanh cũng hay bị giật vậy mà. Bây giờ một ngày nó giật hai lần ba lần luôn đó. À. Tại vì nó quýnh cô Tư. À. Thành ra là chồng cô Tư phải về hại nó rồi. À. Mà nó đâu có biết. Rồi cô Tư có nói cho anh Khanh biết là không đâu, cô Tư không có nói. Cứ như là khi mà anh Khanh ảnh hay đánh cô Tư đó. Ờ mà cô Tư không có nói đâu. Không nói hả? Kiểu như cô Tư không có nói là bây giờ sao mình sống nha mà đánh cô Tư hoài vậy? Cô Tư có nói với nó nè, tao cho mày biết hả, chồng tao hồi đó không có quýnh tao như mày đâu à, mà mày làm cha tao nuôi tao lo mày, tại sao mày quýnh tao hoài? Từ từ chắc tao với mày á là không có vợ chồng được mày, từ từ tao về nhà tao ở. Bộ cô Tư về nhà ở tới giờ luôn, không thèm lên á. Ô với mình lớn tuổi rồi thôi ở vậy đi, có chết đồ đó năng cho em cháu nó làm đám đồ. Chứ còn ở cái thứ đó rồi ghét rồi người ta cũng không ngó ngàng tới nó. Cháu ruột là bây giờ nó gác nhóc chứ. Nó nói bây giờ cô Tư còn ở với thằng đó, cô Tư nó nghỉ rồi, bỏ rồi. Không có. Rồi từ bữa giờ cô Tư không có đi thăm anh Khanh nữa đó. Rồi không có cô... tới lui, không có thăm có gì từ, chứ. Từ lúc mà cô Tư không có tới lui nữa, bây giờ là cô Tư có còn thấy chồng cô Tư không? Hả? Bây giờ có còn thấy chồng cô Tư nữa không? Có hay chim bao thấy nữa không bây giờ? Cô Tư còn thương chồng cô Tư rồi chứ còn nó cô Tư không biết tới. Không, bây giờ cô Tư có còn chiêm bao thấy chồng cũ của cô Tư không? Còn thấy hoài luôn. Ổng về hoài luôn á. Ổng giỏi lắm, sáng là đi dăn lưới rồi đó. Mua ta lưới 50 thước cho không chịu rồi, cho nên lưới 100 thước cô Tư vẫn đưa tiền cho mua ta lưới 100 thước đó. Rồi dăn lưới giờ cá mà thùng thứ này là một thùng đầy dung đó, ổng bưng đi bán ơn, ổng giỏi lắm. Dạ. Yeah. Ổng hiền khô à, ai cũng thương, còn thằng này ra đường người ta ghét ổng nhóc chứ. Thằng nhưng mà sao bữa anh Tân anh hỏi tới chồng cô Tư sao cô Tư khóc vậy cô Tư? Hả? Bữa đó anh Tân hỏi sao cô Tư khóc dữ vậy cô Tư? À, cô Tư bây giờ nhớ chồng cô Tư là khóc hoài, đi lượm với trai khóc hoài con ơi. Nhớ là khóc hoài à. Đi lượm với trai dọc đường sáu khóc hoài. Hồi đó hai chồng đi lượm, bây giờ ông chết rồi ông bỏ cô Tư nhớ xa vắng 2 năm. Con không biết đâu, lúc có nửa tháng trời không ăn hột cơm đâu. Qua nhà thận mua bún 5.000 bọc ông bún ăn từ sáng tới chiều cũng hết đang ăn. Đừng nhớ thôi. Nhớ rồi một cái là dục bể chén tùm lum la, bún nó cũng văng tùm lum la nhớ. Cứ hễ mà nhắc tới chồng là cô Tư xúc động hay sao? Hả? Cứ hễ mà nhắc tới chồng cô Tư xúc động hay sao? Khóc hoài luôn à. Chắc có nhiều chuyện. Bây giờ mấy đứa con không lại, giờ cô Tư cũng khóc hoài. Nhớ ổng là khóc, nhớ ổng là khóc đó. Chắc có nhiều kỷ niệm dữ lắm à cô Tư. Cứ như là sâu đậm dữ lắm mấy cô Tư khóc vậy hả cô Tư? Ổng là biết lo cho cô Tư. Còn thằng Khanh nó không biết lo cho cô Tư mới tức đó. Nhớ hoài con ơi. Nhưng mà sao cô Tư thương chồng đến nỗi như vậy mà cô Tư còn
cô Tư phải thương chứ sao không thương được. Không, ý là cô Tư thương chồng mình đó, tại sao mình không ở như vậy đi, mình tại sao mình lại quen anh Khanh thêm nữa để cho khổ khổ thân mình. Tại vì cũng như thằng này nó than thở nhiều lần cả hai tháng trời, nó nói hoàn cảnh nó là vợ con nó bỏ không ai ngó ngàng tới nó hết trơn. Rồi cô Tư mới thương nó, mà lúc đó là nó uống rượu ít ngày có một xị ghét rồi, một ngày một thêm quá trời quá đất chịu hết nổi rồi. Rồi lụm da trai này bơi xuồng đi vẫn đi về, nó mỏi tay có đêm, mỏi tay mỏi hai cái chân, có đêm ngủ không được nó cả. Mà nó không biết thương, nó còn chở là nó quánh cô Tư nữa. Đã vậy rồi nếu mà cô Tư còn giữ tình cảm với người chồng trước cô Tư á, cô Tư sống quậy là thật sự là đâu có ai nói gì đâu. Bây giờ cô Tư là chỉ là biết thương chồng cô Tư rồi, chứ còn nó thôi kệ nó sống chết gì sao kệ nó đi. Chị nó chửi mắng cô Tư cũng như con chó vậy đó. Nhưng mà bây giờ là cô Tư quyết định rồi, và cô Tư là tập trung làm ăn thôi, đi làm cho chai thôi hả cô Tư hả? Cô Tư biết là cô Tư sáng mua ổn mì thôi, nấu ba hộp cơm ăn rồi cái là đi làm cho chai rồi, còn nó kệ nó đi, để cho chị nó lo nó đi. Chứ giờ là tu trí làm ăn rồi, không còn suy nghĩ đến chuyện yêu đương nữa cô Tư hả? Chứ bây giờ là chị người ta không đồng ý cho mình ở với ta rồi làm sao ở được, rồi nó kiếm chuyện nó chửi hoài ai chịu nổi. Nhưng mà hồi lúc đó chồng trước cô Tư sao mà bị bắt vậy cô Tư? Hả? Chồng trước cô Tư lúc đó sao mà bắt vậy cô Tư? Thằng Phong đó hả? Ừ. Là để cô Tư kể con nghe, bữa đó là dắt nó cũng chiều rồi sụp mà nó uống rượu, là dắt này ra nó uống rượu với thằng Bương, thằng Á Trăng đi tùm lum la đó. Rồi với thằng Trà Lốt. Ba thằng uống rượu nhà xanh này nè, nó say rồi, cái cô Tư mới nấu cơm rồi chiên thịt miếng bự bự vậy nè, cô Tư nó không chịu ăn. Cái nó nằm cái võng này nè, cô Tư mới nói ông ơi ông, nó không chịu ăn, cái cô Tư đút cơm cho nó ăn được có hai muỗng nó nghỉ. Cái bắt đầu nó kiếm chuyện nó khóc á. Nó nói nó thua buồn á, nó bán cái số lậm tiền cũng như nó hùng ngập đá gà rồi đó. Là cô Út nó quánh nó cũng nhiều lần, nó tức á, kiếm chuyện nó khóc, cái nó kiếm chuyện nó đòi đi. Cái chiều phá xe đạp cô Tư mới giấu nó kêu cô Tư một hai phải đưa cho nó, cái cô Tư không đưa cho nó, kiếm chuyện nó gượt cô Tư vòng vòng nó chiếc xăng á, mà nó quánh không được. Cái bắt đầu nó quậy hoài, cái cô Tư mới đưa chìa khóa cho nó, thì nó đi đâu về trên cô Út nó chảnh á. Rồi thôi thay về chảnh là ngủ ở chảnh rồi. Nó uống rượu đâu dọc đường nó té với kinh này mà không biết khúc nào nó cô Tư đi đụng với chai thì tới 4-5 ngày mới về, sóng gió quá làm sao mà về được. Về thì hay là nó chết rồi, vớt nó lên đã thay nó sình rồi, gió tím hết trơn luôn. Nó chết trong túi nó còn 200 ngàn nữa. Rồi nhà nước người ta mới đem ra mài nghĩa địa người ta chôn là cả tuần, rồi cô Út nó mới phát hiện lên mới biết nó đó. Rồi đem về chôn má đất tổng cán này nửa đường nè, mà không biết chỗ nào nữa. Rồi lúc đó là không có làm đám làm gì hết ha cô Tư? Có, ở chợ đặng cô mà cô Út nó làm phước cho nó. Còn ở đây cô Tư không làm, chỉ là cô Tư ăn gì là ghéo anh ơi về ăn với em là được rồi. Dạ. Rồi từ lúc mà mới mất vậy đó là ảnh kiểu như hồi, là hồi ông mất là mổ khám tay thi là không có dấu tích gì, mà bên chồng của cô Phong đó là nghi người ta là nguồn quánh Phong quánh là phải có dấu tích rồi. Ý là lúc mà ảnh mất xong rồi bắt đầu ảnh có đến thăm cô Tư không? Hả? Khi mà ảnh mất rồi ảnh có đến thăm cô Tư không? Là chưa có về đâu. Bởi vì cả tuần mới người ta thấy ổng nằm sắp á, rồi mới lật mặt là mới biết ổng thôi, không biết đó, là nó sình mặt sưng phù tím đen hết trơn rồi, còn gì nữa. Rồi hai tay này nó chạy hết trơn rồi. Ý là lúc mà chồng cô Tư mất á, bắt đầu cô Tư có thấy chiêm bao thấy ảnh què không? Hồi mới chưa có thấy đâu, cỡ chừng 2 tháng đổ lên nó mới thấy. Rồi khi ảnh què anh nói sao cô Tư? Vậy anh nói em ơi anh chết rồi, chối cho bà con của ổng nửa đường tổng cán này hay. Nó nói nửa chừng nào á bà hia, chừng nào tôi chết á là tôi có chết rồi đó, là hia lo cho vợ tôi nghe. Cái viết nó viết nó học cho cô Tư nghe, viết nó ủa sao ông Phong nó nói gì kỳ với bà Tư,
Tôi nói cô Tư mới nói con nói gì, tôi nói mày dạ đâu mày ngu vậy, đã ổng chối lại mà mày còn không biết nữa, chối lại á mà không chối với cô Tư đâu. Bởi vậy thì cô Tư tức, bây giờ cô Tư đốt ruốc ngàn năm kiếm không gặp thằng chồng mình nữa, cô Tư khổ khóc hoài rồi con không biết đâu, nhớ là khóc. Rồi sao mà cô Tư thương chồng như vậy, mình không thờ chồng mình đi? Nó không cho thờ, nó thờ sợ không về nhát cô Tư. Nhát cái gì, nó không cho thờ rồi thành ra thờ hai tấm hình ở chùa Hạt Nóng Cán nè. Qua cầu lúc. Dạ đây quý vị khán giả, đây là buổi cơm chiều của cô Tư nè, đang xắt thịt. Đây là món thịt này cô Tư làm món gì ăn cô Tư? Kho mẹ nó đây. Ờ. Dạ. Rồi cô Tư còn thương chồng cũ rất là nhiều mà sao cô Tư bước thêm bước nữa vậy? Cô Tư cảm thấy có lỗi với chồng cũ của mình không cô Tư? Cảm thấy là cô Tư có lỗi nhiều nhất mà thôi bây giờ bỏ rồi, không có nhắc tên thằng Thanh nữa. Dạ. Đừng thèm nhắc nữa con. Dạ. Giờ là nói chung là quên đi quá khứ ha. Ừ. Một mình vậy mà thịt nhiêu đây ăn mấy ngày hết á cô Tư? Là cả ba bữa mới hết. Ăn cả ba bữa hết hả? Ừ, ăn ít xíu à, không ăn nhiều đâu. Tính ra cô Tư ăn uống cũng đâu có nhiều đâu cô Tư ha. Ừ, ăn đồ ăn ít. Dạ. Đây về tới cái gì Sóc Trăng còn 2 tiếng hồ không? Về tới Sóc Trăng hơn 1 tiếng à cô Tư. Ờ, cũng mau ha. Dạ. Cái đó trong hẻm hay là sát chợ? Ở trong chợ luôn cô Tư. Ờ. Dạ. Rồi thịt kho này kho không hả? Không có rau, không có gì ăn hết cho cô Tư? Có bắp cải. Có bắp cải à? Bắp cải cô Tư mua sẵn nè. Rồi với chai này người ta lại mua tới nhà hay là đem đi bán ra tiệm bán? Hả cô Tư? Ừ? Với chai này đem ra tiệm hay là người ta tự mua tới nhà? Cái đó này để đó mình ngày mai đó lợi bán cũng được mà nó. Dạ. Cái tiền nó ít. Dạ. Tính ra cuộc tình của cô Tư trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng bây giờ cô Tư cũng đã chọn đúng rồi ha. Rồi cho nó vừa ăn hay là nước mắm rồi cũng được, làm lọc nhách là nhiều, nói tới nó chửi làm cha lắm. Mỗi khi mà tới nhà anh Khánh là anh Khánh anh nấu hay là cô Tư nấu? Cô Tư nấu rồi nó không cho, nó dành nó nấu. Dành nó nấu rồi nó chê. Ừ. Thằng nó kỳ cục lắm. Mà chê cô Tư á hả? Ừ. Nó khó khăn lắm. Không phải là nó dễ đâu. Khó khăn vậy mà cô Tư cũng ở được hay thiệt ha. Ừ. Đằng này cho nó chết gục nó nè. Nó chết thui, chết nướng gì đó kệ. Chết khô, chết nướng đó hả cô Tư hả? Ừ. Nó sống sao nữa được, sống đi. Nước này nước mặn hay nước gì cô Tư? Nước mặn. Rồi nó ra nó để nó mua. Để nó mua cái gì? Để nó kêu con mua xe đó rồi đặng nó biết nó làm gì. Tính ra là cô Tư sử dụng nước muối này rửa thịt là khỏi cần ướp muối à cô Tư? Ừ. Nước muối mà rửa thịt là khỏi cần ướp muối luôn á cô Tư? Đâu, cái này rửa rồi cái mới ướp một chút muối vào cho nó thấm, còn hồi mình mới kho. Dạ. Yeah. Không phải rửa là nước ngọt. Dạ. Yeah. Cái này chắc nó mua nửa ký là sắt ra hơi nhiều nè. Dạ. Anh Tân thấy cô Tư tội nghiệp á, mình mua thịt cho cô Tư ăn đó.
Tại vì cô Tư ốm quá cho nên mua thịt cho cô Tư ăn có nãy cô Tư la nó hơi giận đi ta ta gì rồi. Dạ. Nó khùng khùng khó chịu. Giận cô Tư rồi. Vậy ra ngày mai là cái nó làm quen lại với cô Tư rồi. Dạ. Cái nó nói chuyện cũng đàng hoàng lắm. Dạ. Nước đó là nước mưa hả cô Tư? Nước mưa. Dạ. Cô Tư hứng nước mưa hứng dữ lắm. Thứ hôm qua bên đây là con nhỏ nhỏ ngang mặt nhà cô Tư hai chồng Nguyên nó kêu qua bển nó cho nước. Này là cô Tư ướp muối hả? Ừ. Nó kêu cho nước đặng mình gánh về. Dạ. Gánh đầy thùng không nổi thì gánh nửa thùng nửa thùng đầu nửa thùng vậy. Bây giờ có nước rồi xin chi. Ướp muối rồi ướp thêm gì cô Tư? Bột ngọt. À. Con có bột ngọt sao được? Dạ. Kho này mình phải để dặn chút được. Đường đó cô Tư. Ừ. Đầy đủ đường gia vị luôn ha. Con thấy người ta ướp, người ta đâu có để nước đâu cô Tư. Để nước cũng được nữa, để nước nó cũng thấm nữa. Dạ. Vậy là món ăn này, món ăn cũng độc lạ quá ha. Ừ. Người ướp này khoảng bao lâu mình mới kho á cô Tư? Để nó cả chừng tiếng hồ mới kho được cho nó thấm. Dạ. Bây giờ mình kho liền, nó lặt ngách lặt nhiễu không ngon. Dạ. Dặn dặn kể mày chứ. Nó quảng hồng sau na vậy chứ. Là mấy cái ông nông làm mà thấy ghê. Sợ ông chứ thôi con về cô Tư mấy thằng đó. Bye bye là làm gì? Bye bye. Con lợn con thăm cô Tư mà ổng làm quá trời rồi. Hỏi ổng có làm gì đó, tính ở địa phương ở đây đó, mấy ông cố. Cô Tư ổng rửa rồi. Tôi không cho ông chụp hình lên mạng cô Tư. Cô Tư rửa mặt ra đây bị ghèn mắt á. Cô Tư rửa mắt rửa mặt ra đây. Sao? Bị ghèn á, mình rửa mặt ra đây. Rửa mặt ra cho sạch đi. Mà nó sớm xác à, nó nói một hai là mấy thằng nó chụp hình lên mạng, đến mạng chụp hình vậy ai cho ai chịu cho nó chụp vậy? Một khùng điên kỳ cục. Con vậy là con mới biết Tân mới đây à, hồi đó nó ốm, nó không có được mập như bây giờ đâu. Ừ. Rồi giờ là cỡ tiếng nữa cô Tư mới kho thịt ăn à? Hả? Một tiếng nữa mới kho đồ ăn ăn cơm à? Kho, chút cơm mất. Có cơm chưa? Chưa. Thôi vô nhà đi cô Tư, cho mát cô Tư, vô nhà đi cho mát. Nấu cơm chút xíu rồi. Vô nhà cho mát. Nấu chút xíu rồi, mấy hồi còn tới tối mới nấu, không nói là không có nấu sớm đâu. Đó rồi. Vậy là căn nhà này hồi đó là chồng trước của cô Tư làm cho luôn á cô Tư? Trời, ổng biết lo dữ lắm. Còn có thằng Khanh này thuộc về nó là nó ông cố nội xíu rồi muốn lập bàn thờ lên thờ nó. Có chịu mặn chứ, bởi vì ở đây người ta ghét. Phải nó chịu mặn đây làm sao người ta còn thương nó. Nó nói là cô Tư sao mặt nhăn đùm mà đen thui à? Sao mà tay chân nổi gân cục cục đó vậy chứ già coi còn đẹp như mấy đứa mày sao được mày? Mày nói chuyện ngộ, quýnh bạc mạng vậy. Súng vào cười quá trời cười, nó chọc á. Là nói cô Tư tay chân mà có cơ bắp hay là sao? Nó cũng như nó nói bằng miệng, không có cơ bắp gì, không có quay phim gì. Nó nói cái chọc cho vô, cho cô Tư chửi á, nó biết ý cô Tư ưa la rồi chửi á. Rồi trong xóm này cô Tư hay la người ta dữ lắm á cô Tư? Chửi đến nào nó hả, không cười nín lên nó biết ý. Thôi đừng chọc bà dữ quá. Con đi hỏi hết trơn hàng xóm đây là ai cũng nói cô Tư giữ hết trơn á. Giữ thiệt. Giữ không? Giữ. Cô giữ tụi nó hoài chứ vậy. Chọc quá cái nó đừng có chửi. Bà đừng chửi bà Tư ơi, bà Tư chửi quá mắc cỡ quá Tư ơi. Thôi bây giờ nghỉ chọc bà. Một mình ơi mà nó gã một hơi cả chục chục thằng lên con tính đi. Gã sao? Đụng thằng nào nó cũng làm mai làm mối được á. Cô Tư nó chịu hết nổi à nghe. Ý là kiểu như là ghép á ha. Kiểu như là cô Tư đi tới đâu đấy. Cô Tư xứng với người đó vậy đó hả? Ừ, nó chọc kìa. Thắt cười nó muốn bể bụng luôn. Vậy đó, mà nó dân đứa giờ có cá.
thằng bắt cho ba con, bốn con cá phi, còn cớn cớn bắt cho một hồi một cái gỗ mũ thế này nè, lại dung gỗ, thôi trả lại chừng hai ba con được không ơi, để cho nó bán, đặng cho con nó đi học. Ăn cũng ăn gì vừa thôi, ăn quá tính là ăn no quá tức bụng. Dạ. Ăn hết hết được rồi chưa có hậu quả mới được. Dạ. Đừng thấy em cháu tôi cho mà ăn tới 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 bà cố nội chứ còn chịu không nổi cô Tư nữa. Rồi giờ là quyết định nói chung là tu chỉ làm ăn nghe cô Tư ha. Cô Tư gắn lo làm ăn cô Tư bây giờ nghe lời con với thằng Tân với thằng gì. Tân. Tân. Thì nói chung là bây giờ cố tu chỉ làm ăn đi, sống vậy đi. Cô Tư gắn sống vậy cô mọi, Tư. Mọi người thương chứ cô Tư mà. Bây giờ cô Tư nghe lời con, có thể là tới đây là cô Tư bỏ thẳng thằng Khanh luôn. Tới đây chắc cô bác người ta cho nhà mà không biết dặn ở đâu, cô Tư cũng chưa có biết mà con cũng không biết luôn. Bây giờ cô Tư hết gạo ăn chưa cô Tư? Chừng 2-3 ký nó hết rồi. Còn 3 ký gạo hết hả? Rồi tới gần tháng 7 là người ta cho Việt Kiều qua đây nó về bất tử luôn. Về là cho 10 ký, 5 ký á. Dạ. Thôi giờ hôm nay con cũng xuống thăm cô Tư á, con gửi cô Tư ít gạo ha. Rồi con không biết không, ông Mạnh Thường Quân này là cho là gặp tháng 7 mới cho. Dạ. Cho 500 ngàn luôn đó, chỉ giá 500 ngàn mà. Là cho gạo là chỉ giá 500 ngàn hả? Ừ. Vậy hôm nay con không cho cô Tư ít tiền có 200 ngàn thôi. Lạc xưởng nửa ký rồi cá mòi 10 ron. Dạ. Rồi nước ngọt 10 ron, bột ngọt, nước mắm gì ta cho đủ hết trơn rồi cho tiền nữa. Dạ. Rồi cái đó hết rồi mình ở lại người ta cho tiền người 200 về xe. Dạ. Từ Vùng Chắc về tới đây có 20 ngàn như 180 ngàn. Dạ. Rồi mình mua gì đó mình mua. Dạ. Thì nói chung là cô Tư sống vậy đi, người ta thương người ta giúp đỡ cô Tư không hết nữa chứ cô Tư. Thì bây giờ mấy đứa con nói vậy là mấy đứa con thương cô Tư rồi đó. Ừ. Ở đây người ta cũng thương rồi, kêu bỏ thẳng thằng đó đi. Đừng đi tới lui ở với nó chứ không. Dạ. Dứt luôn à. Dạ, rồi vậy thôi con xin phép con về cô Tư ha. Thôi giờ chúc cô Tư sức khỏe nha. Ráng làm ăn đi. Con về con mạnh giỏi rồi bữa nào con xuống rồi thì con nói với thằng Tân. Dạ. Tân nó cho cô Tư hay. Dạ. Rồi nãy không biết nó có giận không nữa. Dạ thôi giờ tạm biệt khán giả đi cô Tư. Bye bye đi. Bye bye.